Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, một màu đỏ rất là nhiều xuất hiện ở trong phim trường của chúng tôi, đúng không ạ? Và cứ mỗi khi nhắc đến một cái màu đỏ và khi mà nhắc đến những cái loại mà sản phẩm đến từ Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nhớ ngay, đó chính là liên quan tới Hồng Sâm, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một loại kẹo mà chúng ta có thể là ăn vào mình cảm giác là thoải mái hơn, sảng khoái hơn, giảm stress, là đến từ Hàn Quốc và chiết xuất từ Hồng Sâm ở phía bên trong quý vị nha. Chọn một bộ combo là 10 gói kẹo Hồng Sâm đến từ Hàn Quốc quý vị ạ. Và với mức giá cực kỳ hấp dẫn chúng tôi mang đến trong chương trình kỳ này, và không dừng lại, chúng ta còn có quà tặng cực kỳ hấp dẫn kèm theo để chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của chúng ta mỗi ngày. Chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn một mức giá là 399.000 đồng. Quý vị và các bạn sẽ có ngay combo 10 gói kẹo Hồng Sâm Hàn Quốc quý vị và các bạn nha. Và mỗi gói trọng lượng là 200g. Chưa dừng lại, khi mà đặt hàng trong chương trình này thì quý vị được tặng thêm đó là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước 100ml mỗi chai để chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày. Từ sản phẩm chính đến sản phẩm quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc để cả nhà chúng ta cảm thấy yên tâm hơn để sử dụng mỗi ngày cho nhiều đối tượng khác nhau, cho những người lớn tuổi, cho các bạn thanh thiếu niên hoặc là các bạn học sinh sinh viên áp lực trong công việc, trong người học tập thì chúng ta có thể sử dụng ngay những dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và đến từ thành phần đó chính là Hồng Sâm, để chúng ta cảm thấy là giảm stress, giảm căng thẳng nè, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và làm chậm đi quá trình lão hóa. Mức giá 399.000 đồng, 10 gói kẹo Hồng Sâm và có thêm 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị có thể tham khảo tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị combo 10 gói kẹo Hồng Sâm Hàn Quốc quý vị nha. Và chắc chắn là trong những lúc mà chúng ta làm việc cảm thấy căng thẳng, đúng không ạ? Mình cần nạp thêm một chút xíu đường vào trong cơ thể của chúng ta nhưng mà vẫn đảm bảo để có thể là tốt cho sức khỏe của mình, thì hãy sở hữu ngay đó chính là những gói kẹo Hồng Sâm như thế này. Những lúc căng thẳng mệt mỏi trong lúc làm việc, quý vị chỉ cần ăn một viên kẹo vào thôi và từ đó chúng ta sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó, với những cái thành phần mà chúng tôi đã tính toán ở trong những viên kẹo cho nên là cả những bé nhỏ trong gia đình của chúng ta cũng có thể ăn được một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi mọi người nha. Ở trong những cái viên kẹo Hồng Sâm như thế này thì từ đó có thể là tập trung trí não cũng như là giúp cho chúng ta có thể tỉnh táo hơn trong những lúc mà học tập hay là làm việc căng thẳng. Và với trọn bộ sản phẩm lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị lên tới là 10 gói kẹo quý vị nha. Với 10 gói kẹo như thế này sẽ là những món quà tặng dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, ngay cả những thành viên trong gia đình của chúng ta đều có thể thưởng thức một cách cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Cái mùi thơm thơm là cũng như cái vị hơi ngọt, nó không có quá gắt quý vị ạ. Hàm lượng saponin là lên tới là 70mg trên 1g quý vị nha. Và từ đó bổ sung hàm lượng saponin vào trong cơ thể của chúng ta, giúp tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn nè, cũng như là hạn chế tiến trình lão hóa trong cơ thể của mình. Và chưa dừng lại ở đó, trong bộ sản phẩm ngày hôm nay với mức giá 399.000 đồng quý vị nha, thì khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm này trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi còn gửi kèm đến cho tất cả quý vị một bộ quà tặng nữa cũng đảm bảo sức khỏe cho tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta, đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo quý vị nha, với dung tích là 100ml một chai, và từ đó chúng ta có thể uống mỗi ngày là giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Combo 10 gói kẹo Hồng Sâm Hàn Quốc 200g một gói, mức giá chỉ có tại VTV Hyundai Home Shopping 399.000 đồng, tặng thêm cho quý vị 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước nữa quý vị nha, với dung tích là 100ml một chai. Trọn bộ sản phẩm chính và quà tặng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ưu điểm đặc biệt của kẹo Hồng Sâm Hàn Quốc, hàm lượng saponin lên đến 70mg, tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung và giảm mệt mỏi, mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng điểm qua những lợi ích của saponin, thành phần chúng ta có thể tìm thấy trong Hồng Sâm quý vị nha. Đầu tiên là giảm căng thẳng mệt mỏi nè, thứ hai là tăng cường khả năng miễn dịch, thứ ba làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, hoặc chất chính tạo nên những công dụng kỳ diệu của sâm Hàn Quốc. Quà tặng chất lượng đến từ Hàn Quốc, 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước 100ml mỗi chai, với hơn 17 loại axit amin và saponin, các loại vitamin A, B1, B2, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như canxi, kẽm, sắt, đặc biệt là chứa nhiều silen có tác dụng sinh học và dược liệu cao, tăng cường sức khỏe cho những ngày nóng bức và khó chịu. Sử dụng đông trùng hạ thảo thường xuyên giúp hỗ trợ tăng cường sinh lực, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm căng thẳng mệt mỏi, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giúp giảm bệnh tật ở tuổi già. Đây là món quà quý giá đến từ thiên nhiên.
Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Hình Nam Shopping. Nếu như mà chúng ta đang muốn tìm kiếm những cái loại kẹo khác nhau và được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc thì hãy chọn lựa kẹo hồng sâm quý vị nha. Bởi vì sao? Kẹo hồng sâm ở bên trong với thành phần từ hồng sâm rất là nhiều saponin dồi dào nè, làm cho chúng ta cảm thấy là khi mà mình sử dụng vào thì thơm miệng hơn, đặc biệt là trong những cái đối tượng như là những các bạn nhân viên văn phòng chẳng hạn, hoặc là các bạn học sinh sinh viên khi mà áp lực trong việc học, áp lực trong công việc của chúng ta đang muốn giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi thì hãy sử dụng ngay kẹo hồng sâm mỗi ngày. Và hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn không những là một gói kẹo mà chúng ta sẽ có nguyên một combo như thế này đây, là 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc quý vị nha. Mỗi gói là 200g, và đặc biệt hơn là khi chúng ta có thể mua với số lượng nhiều như thế này để chúng ta có thể là để ở nhà, hoặc là chúng ta có thể là mang đến trong cặp táp túi sách của mình, hoặc là mình để trong bàn làm việc, mình để trên bàn tiếp khách ở cơ quan văn phòng thì cũng rất là tiện lợi. Và từ đó là chúng ta có thể là sử dụng dành cho nhiều đối tượng khác nhau, không những là người trẻ và ngay cả những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của chúng ta. Sau những đợt ốm dậy chúng ta hay bị nhạt miệng nè, chúng ta cũng có thể là sử dụng kẹo hồng sâm mỗi ngày quý ha. Đúng rồi thưa quý vị, và chắc chắn là khi mà nhắc tới là những cái viên kẹo thì tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn nữ, sẽ có một cái suy nghĩ là thật sự là cái việc mà ăn kẹo mỗi ngày nhất là những lúc mà chúng ta căng thẳng và cảm giác là cơ thể của chúng ta thiếu đường, thật sự đó chỉ là một cái giải pháp tình thế thôi. Và nhiều khi là mọi người sẽ nói là thôi cứ mệt rồi ăn kẹo nhiều như vậy rồi lỡ mà bổ sung cái lượng đường vào cơ thể nhiều quá rồi dẫn đến tình trạng là béo phì rồi mình bị mất đi cái phọt của mình, cái dáng rất là đẹp của mình thì sao ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nha. Chúng ta có thể là sử dụng thay thế những cái loại kẹo mà thường xuyên những cái lúc mà chúng ta làm việc căng thẳng chúng ta ăn kẹo vào, thì thay vào đó hãy sử dụng kẹo hồng sâm quý vị nha. Và khi nhắc tới hồng sâm thì tất cả chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi. Dòng sản phẩm ngày hôm nay được xuất xứ, nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, cho nên tất cả quý vị có thể là hoàn toàn an tâm. Với những cây củ sâm rất là to, tròn, căng, bóng, mịn đến từ Hàn Quốc thì hàm lượng saponin đã rất dồi dào rồi. Và không dừng lại ở đó, khi mà những cái củ sâm đó được chế biến thành hồng sâm quý vị nha, được chưng cất và cũng như được ép lại với một cái hàm lượng nước nhất định, thì ở bên trong đó nó sẽ lộ ra cái phần ruột nè, nó sẽ hồng, cho nên là người ta gọi là hồng sâm. Và tới lúc đó thì hàm lượng saponin dồi dào hơn rất là nhiều luôn quý vị ạ. Saponin thì là một hợp chất rất là quen thuộc rồi, sẽ làm chậm cái tiến trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là đối với tất cả mọi người đi, thật ra là không có chừa người nào hết. Với tiến trình lão hóa kể từ sau 25 tuổi quý vị nha, thì những cái hệ cơ quan trong cơ thể của chúng ta nè, nhỏ thôi, nó sẽ bắt đầu có những cái tiến trình lão hóa từ từ. Mà nhiều khi nhìn từ bên ngoài vào thì mình không có biết được. Do vậy thì mình phải có những cái biện pháp. Bên cạnh cái việc mà mình hạn chế quá trình lão hóa thì cái tác dụng gọi là nó cụ thể hơn và nó thiết thực hơn, đó chính là giúp cho chúng ta có cảm giác là sảng khoái hơn nè, cũng như là thoải mái hơn, đặc biệt trong những lúc các bạn nhân viên văn phòng, chắc chắn là khi mà chúng ta dán mắt vào trong màn hình nữa Minh Trí, rồi chúng ta làm việc rất là nhiều, mình cảm thấy mệt mỏi căng thẳng đúng không ạ? Lúc đó thì làm sao ạ? Ăn một viên kẹo xong thôi, và từ đó cười tươi, cảm giác thoải mái và giảm stress mỗi ngày mọi người nha. Chính xác là có thể nói những cái viên kẹo hồng sâm như thế này sẽ giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta giải quyết cấp thời cái cơn buồn ngủ nè, mệt mỏi, hoặc là chúng ta không có tập trung vào công việc hay là tập trung vào việc học của mình và mình thường xuyên cảm thấy là buồn ngủ và căng thẳng, thì chúng ta cũng có thể là ăn một viên kẹo sâm vào quý vị nha. Vừa thơm miệng nhưng mà ở bên trong thành phần đó là tính từ hồng sâm, hàm lượng saponin thì rất là dồi dào để giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, làm chậm đi quá trình lão hóa, một cái loại kẹo rất là tốt cho sức khỏe dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Và với dạng viên như thế này thì mình chỉ nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể là linh động mang theo ở mọi lúc mọi nơi, mình đi học, đi làm, đi công tác, mình để ở nhà, mình để ở cơ quan làm việc, rất là tiện lợi cho vào bên trong cặp táp, cho vào bên trong túi sách của mình quý vị nha. Hôm nay không những là có một túi và một gói kẹo mà chúng ta sẽ có ngay 10 gói, mỗi gói là 200g như thế này để mình có một cái số lượng nhiều, mình chia sẻ cho nhiều cái thành viên khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình, hoặc là bố mẹ có thể là mỗi sáng cho một vài viên kẹo vào bên trong cặp táp của con em mình chẳng hạn, các bạn học sinh sinh viên khi mà đến trường cũng có thể chia sẻ với bạn bè để mình có thể là ăn ở trong lớp học của mình, để mình cảm thấy là sảng khoái tinh thần hơn, là tỉnh táo hơn, để mình có thể là làm việc tập trung hơn. Ngày hôm nay khi mà quý vị các bạn mà mình mua với cái số lượng là 10 gói như thế này á, mức giá chỉ là 399.000 đồng mà thôi. Mình xin được chia sẻ về mức giá một chút xíu, bởi vì nếu bên ngoài thị trường chúng ta mua mỗi một gói như thế này thì có khoảng là 40-50.000 đồng một gói lận. Cho nên là hôm nay mua ở trên VTV Nam Shopping thì chúng ta sẽ có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có 399.000 đồng, được 10 gói và chưa dừng lại, chúng ta còn có quà tặng nữa quý vị nha. Quà tặng cũng đến từ Hàn Quốc, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, với thành phần ở bên trong đó là đông trùng hạ thảo. Các bạn sẽ nhận được đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước để mình dễ dàng sử dụng và dễ dàng dung nạp ở bên trong. Còn tác dụng của đông trùng hạ thảo thì chắc chắn là ai cũng biết quan quý ha. Đúng rồi thưa quý vị, với tác dụng của đông trùng hạ thảo thì thực sự là nếu mà tất cả quý vị chúng ta đã theo dõi VTV Hyundai trong một khoảng thời gian dài thì chúng ta cũng biết là đông trùng hạ thảo là ký sinh của nấm trên ấu trùng
sâu bướm, và nó trải qua cả mùa đông lẫn mùa hạ, và có cái sự kết hợp giữa động vật và thực vật như vậy, cho nên nó là ở bên trong cơ thể của nó là có rất là nhiều những cái hàm lượng là axit amin cũng như là các loại vitamin, khoáng chất và các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể. Từ đó thì mình có thể là bổ sung vào bên trong cơ thể của chúng ta quý vị nha. Mà không dừng lại ở đó, nếu mà chúng ta mua đông trùng hạ thảo ở bên ngoài về đi, rồi chúng ta phải tự nấu, rồi chúng ta phải chưng cất, rồi làm đủ mọi chuyện luôn, và nhiều khi là những cái lúc đó cái biện pháp của chúng ta sử dụng nó không chính xác, sẽ bị mất đi những cái thành phần ở trong đó. Tại vì thật ra là cái những nguyên tố đa vi lượng ở bên trong đông trùng hạ thảo rất là dễ bay hơi quý vị nha. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này, chúng tôi đã chế biến ra thành dạng nước như thế này, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, về cả nguồn nguyên liệu an tâm nè, an tâm về cả cái quá trình và quy trình thực hiện và chế biến sản phẩm nữa. Cho nên tất cả quý vị thấy không ạ, khi mà đổ ra nè, sẽ có một cái màu hộ phách rất là đẹp như thế này quý vị nha. Những thành viên trong gia đình của mình có thể uống một cách rất là dễ dàng và tiện lợi. Kết hợp cùng với những viên kẹo hồng sâm trong chương trình kỳ này sẽ là một cái bộ đôi sản phẩm rất là tuyệt vời để có thể là giúp ích cho sức khỏe của những thành viên trong gia đình của chúng ta. Mà thật ra nói là như vậy, nhưng mà không có nghĩa là những cái viên kẹo hồng sâm này là thần dược. Chúng ta chỉ cần ăn vào một viên là chúng ta sẽ tỉnh táo suốt cả một ngày, hay là chúng ta sẽ có sức khỏe vượt trội như là những cái viên thần dược. Nhưng mà với những dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ giúp ích hơn rất là nhiều, và chúng ta hãy so sánh cùng với những cách thức khác để mình có thể là tỉnh táo hơn. Chẳng hạn như là mình uống những cái loại thức uống có caffeine nhiều nè, nước uống có ga nhiều nè, hay là những loại chất kích thích khác, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Và thay vào đó, hãy sử dụng những hàm lượng dinh dưỡng tốt cho cơ thể để có thể kích thích trí não của chúng ta tỉnh táo hơn và làm việc một cách hăng say hơn và hiệu quả hơn mỗi ngày quý vị nha. Mà chưa kể trong chương trình kỳ này, cả hai sản phẩm này lại đi kèm với nhau và số lượng cực kỳ nhiều. Mình có thêm là 10 gói kẹo hồng sâm, mình còn có thêm là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước nữa. Tuy nhiên, mức giá mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần đầu tư chỉ với 399.000 đồng mà thôi quý vị nha. Mức giá cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên chúng tôi chỉ áp dụng mức giá này kèm theo quà tặng là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước 100ml mỗi chai trong thời gian phát sóng chương trình trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Cho nên là giúp cho gia đình của chúng ta có một cách thức mình có thể là mua những dòng sản phẩm chất lượng nè, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, thì hãy nhanh tay gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, giao hàng tận nơi trên toàn quốc quý vị nha. Mình mua làm quà tặng, mình mua làm những sản phẩm để sử dụng cho bản thân và chia sẻ cho những người thân yêu bên trong chính gia đình của mình, hoặc là mình có thể mua làm món quà biếu cho ông bà, ba mẹ của mình ở quê xa chẳng hạn, thì rất là ý nghĩa, cũng như là an tâm về những cái thành phần ở bên trong, an tâm về nguồn gốc xuất xứ. Khi mà chúng tôi đang được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Na Shopping thì cũng đã trải qua những cái quá trình kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt của những cơ quan chức năng có thẩm quyền để mang lại cho quý vị và các bạn những dòng sản phẩm. Đầu tiên là 10 gói kẹo hồng sâm như thế này quý vị nha. Mỗi gói là 200g với những cái thành phần đó là hồng sâm ở bên trong, hàm lượng saponin dồi dào để từ đó chúng ta làm chậm đi quá trình lão hóa, hỗ trợ làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường sự hệ miễn dịch và tăng cường cái sức đề kháng của mình. Và sử dụng kẹo hồng sâm mỗi ngày thì chúng ta có thể là minh mẫn và tỉnh táo hơn. Ngoài ra 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước với những cái vitamin, axit amin ở bên trong thì chúng ta sẽ cảm thấy là đông trùng hạ thảo giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày, và sử dụng dạng nước thì dễ dàng sử dụng hơn và có thể uống ngon hơn khi mình để trong ngăn mát tủ lạnh quý vị nha. Quà tặng có giá trị và quà tặng cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Rất mong quý vị và các bạn hãy tranh thủ một nửa thời lượng phát sóng đã trôi qua rất nhanh rồi. Hãy nhanh tay nắm bắt có một đơn đặt hàng thành công bằng cách là gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, giao hàng tận nơi trên toàn quốc cho quý vị. Combo 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc 200g mỗi gói, giá chỉ có tại VTV Hyundai 399.000 đồng, tặng thêm 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước 100ml mỗi chai. Trong bộ sản phẩm chính và quà tặng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Với ưu điểm đặc biệt của kẹo hồng sâm Hàn Quốc sẽ giúp cho chúng ta có thể thấy được là cái hàm lượng saponin ở bên trong mỗi viên kẹo quý vị nha. Chúng tôi đã tính toán đó chính là lên đến là 70mg, tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp làm tăng khả năng tập trung và cả giảm mệt mỏi nữa quý vị ạ, mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái. Bên trong mỗi một viên kẹo hồng sâm có những cái hàm lượng saponin dồi dào, và những lợi ích từ saponin làm giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng cường khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể, hoặc chất chính tạo nên những công dụng kỳ diệu của hồng sâm Hàn Quốc. Và bên cạnh đó, trong chương trình kỳ này chúng ta sẽ có quà tặng chất lượng cũng đến từ Hàn Quốc luôn quý vị nha. Đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước với dung tích là 100ml một chai, với hơn 17 loại axit amin hay là cả saponin ở bên trong nữa quý vị ạ. Các loại vitamin A, B1, B2, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như là canxi nè, kẽm nè, sắt nè, đặc biệt chứa nhiều selen có tác dụng sinh học và dược liệu rất cao quý vị nha, giúp tăng cường sức khỏe cho những ngày nóng bức và khó chịu. Sử dụng đông trùng hạ thảo thường xuyên giúp cho hỗ trợ tăng cường sinh lực, tăng sức đề kháng cho cơ thể, làm giảm căng thẳng mệt mỏi, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp giảm bệnh tật ở tuổi già. Đây là món quà quý giá đến từ thiên nhiên.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị combo 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc quý vị nha. Và chắc chắn là trong những lúc mà chúng ta làm việc cảm thấy căng thẳng đúng không ạ? Mình cần nạp thêm một chút xíu đường vào trong cơ thể của chúng ta nhưng mà vẫn đảm bảo để có thể là tốt cho sức khỏe của mình, thì hãy sở hữu ngay đó chính là những gói kẹo hồng sâm như thế này. Những lúc căng thẳng mệt mỏi trong lúc làm việc, quý vị chỉ cần ăn một viên kẹo vào thôi và từ đó chúng ta sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó, với những cái thành phần mà chúng tôi đã tính toán ở trong những viên kẹo, cho nên là cả những bé nhỏ trong gia đình của chúng ta cũng có thể ăn được một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi mọi người nha. Ở trong những cái viên kẹo hồng sâm như thế này thì từ đó có thể là tập trung trí não cũng như là giúp cho chúng ta có thể tỉnh táo hơn trong những lúc mà học tập hay là làm việc căng thẳng. Và với trọn bộ sản phẩm lần này, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị lên tới là 10 gói kẹo quý vị nha. Với 10 gói kẹo như thế này sẽ là những món quà tặng dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, ngay cả những thành viên trong gia đình của chúng ta đều có thể thưởng thức một cách cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Cái mùi thơm thơm này cũng như cái vị hơi ngọt, nó không có quá gắt quý vị ạ. À, hàm lượng saponin là lên tới là 70mg trên 1g quý vị nha. Và từ đó bổ sung hàm lượng saponin vào trong cơ thể của chúng ta, giúp tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn nè, cũng như là hạn chế tiến trình lão hóa trong cơ thể của mình. Và chưa dừng lại ở đó, trong bộ sản phẩm ngày hôm nay với mức giá 399.000 đồng quý vị nha, thì khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm này trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi còn gửi kèm đến cho tất cả quý vị một bộ quà tặng nữa, cũng đảm bảo sức khỏe cho tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta. Đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo quý vị nha, với dung tích là 100ml một chai, và từ đó chúng ta có thể uống mỗi ngày là giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và thưa quý vị, thực ra là theo văn hóa của người Việt Nam, cứ mỗi khi mà khách đến nhà không trà thì bánh đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì những cái lúc mà chúng ta đón khách đến nhà thì chúng ta hãy có được những cái loại gọi là bánh kẹo gì đó để chúng ta mời khách đi. Thực ra là có nhiều lúc mà Quang Quý khi mà có bạn bè Quang Quý tới nhà, ngày xưa thì Quang Quý có một cái khay bánh như thế này nè, rồi để bánh rồi để kẹo vào rất là nhiều. Cứ mỗi khi mà có các chị em phụ nữ mà tới nhà, Quang Quý cứ mời là họ là cứ từ chối, nói thôi ăn nhiều bánh nhiều kẹo nó rất là ảnh hưởng tới cái vòng eo của họ. Tuy nhiên thì với dòng sản phẩm lực này trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể là vừa thưởng thức và vừa đảm bảo sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Tại vì ở phía bên trong những cái viên kẹo hồng sâm mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, hàm lượng đường rất là thấp quý vị ạ. À, khi mà chúng ta ăn vào, chúng ta cảm giác là nó có cái mùi sâm nó dậy mùi lên, là giúp cho chúng ta cảm giác là thơm miệng nè. Và không dừng lại ở đó, và ở phía bên trong hồng sâm thưa quý vị, là cái thành phần ở trong những cái loại kẹo này á, sẽ có rất là nhiều saponin quý vị nha. Đó, chắc chắn là những lúc như thế này thì khi mà các chị em phụ nữ nghe tới vấn đề này có saponin ở trong đó, làm chậm quá trình lão hóa và đặc biệt là làm đẹp da đó, thì tất cả mọi người chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích đúng không ạ? Mà đó cũng chính là lý do vì sao nếu mà tất cả quý vị chúng ta hay xem những cái bộ phim Hàn Quốc á, thì chúng ta sẽ thấy là các chị em phụ nữ nè đứng mày râu luôn, và cả là các cô nè, các bác lớn tuổi ở bên Hàn Quốc lúc nào làn da cũng rất là đẹp và má đỏ hay hay như thế này. Lý do vì sao tại vì bên đó họ có thói quen sử dụng sâm và các chế phẩm từ sâm quý vị nha. Đó, không chỉ là uống trà sâm nè, không chỉ là chưng cất sâm hay là nấu sâm với thức ăn, mà họ còn ăn kẹo sâm mỗi ngày nữa để có thể là bổ sung hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta và cảm giác thoải mái hơn mỗi ngày, giảm căng thẳng mệt mỏi, giải tỏa stress trong những cái công việc của mình. Và đây sẽ là một dòng sản phẩm sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ngày hôm nay VTV Hyundai mang đến cho tất cả quý vị nha. Đó, một combo lên tới là 10 gói để cho chúng ta có thể là vừa sử dụng, vừa làm quà tặng dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Có thể nói với 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc như thế này sẽ giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta giải quyết được những cái thói quen, ví dụ như là ăn vặt trong lúc mình học, hoặc là mình ăn vặt trong những cái lúc mà mình làm việc chẳng hạn, thì đó là một cái thói quen mà hầu như là nhân văn phòng nè, hoặc là các bạn học sinh sinh viên đều thường phải ăn vặt cả. Đúng nhưng rồi. Mà khi mà ăn vặt như thế nào để chúng ta có thể là giữ được vóc dáng của mình, nhưng mà ăn vặt như thế nào để tốt cho sức khỏe, thì hôm nay cũng là một giải pháp để chúng tôi gợi ý cho tất cả quý vị và các bạn, đó chính là chúng ta sử dụng ngay những cái viên kẹo hồng sâm quý vị và các bạn nha, để mình cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì những cái viên kẹo hồng sâm như thế này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, với cái hàm lượng saponin dồi dào bên trong, vừa thơm miệng, nhưng mà khi mà mình ăn vào, mình sử dụng vào, thì mình cũng có thể là kích thích được cái trí não của mình, làm giảm cái sự căng thẳng mệt mỏi nè, cũng như hàm lượng saponin nó sẽ hỗ trợ làm chậm đi quá trình lão hóa, đẹp da hơn, làm tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng của mình. Với 10 gói, mỗi gói 200g như thế này thì mình sử dụng thời gian rất là lâu dài quý vị và các bạn nha. Mình mua dòng sản phẩm này để mình có thể là để trong nhà của mình nè, mình để trên bàn làm việc, để trên bàn tiếp khách, mình để trong cơ quan làm việc, và đặc biệt là mình cho vào túi sách để mỗi lần mình đi công tác hay đi học xa, mình cũng có thể là mang theo quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, với những cái viên kẹo rất là nhỏ gọn như thế này thôi quý vị nha. Tuy nhiên
nhiên thì nó cũng sẽ có tác dụng mỗi ngày nhỏ thôi, nhưng mà nó gom góp lại trong cơ thể của chúng ta. Thay vì chúng ta ăn những cái viên kẹo mà hàm lượng đường rất là cao nè, cũng như là có nhiều những cái loại là gọi là cái hương liệu ở phía bên trong đúng không ạ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Thay vì như vậy thì hãy có thể là sở hữu ngay những cái gói hồng sâm, những cái gói kẹo hồng sâm như thế này, để chúng ta có ngay là những cái viên kẹo để cho những thành viên trong gia đình của mình có thể là dễ dàng sử dụng bất cứ lúc nào, cũng như là một món quà, hay là những cái viên kẹo này mình mời khách những lúc mà khách tới nhà cũng rất là tuyệt vời mọi người nha. Để bây giờ Quang Quý thử trực tiếp xem như thế nào nha. Lúc nãy thì cũng có nói là cái mùi sâm nó sẽ dậy mùi nè, cũng như là cái độ ngọt của nó vừa phải thôi, nó không có quá nhiều đường. Thì bây giờ sẽ thử để nói trực tiếp đến cho mọi người cùng nghe nha. Bên trong gia đình của chúng ta sẽ có rất là nhiều đối tượng khác nhau, như là các bạn trẻ, các bạn làm việc văn phòng, các bạn học sinh sinh viên, và còn có thêm là những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của chúng ta hay bị nhạt miệng sau những cái đợt ốm dậy, thì cũng có thể sử dụng ngay những cái viên kẹo hồng sâm như thế này để mình có thể là kích thích cái vị giác của mình, cảm thấy ăn ngon miệng hơn, hơi thở trở nên thơm tho hơn, cũng như là kích thích được cái trí não của mình, cảm thấy tỉnh táo hơn, không có bị mệt mỏi hay là căng thẳng. Hay là chúng ta cảm thấy là sức khỏe của mình yếu dần đi thì chúng ta cũng cảm nhận được là khi mà mình sử dụng với những cái sản phẩm chiết xuất từ hồng sâm á, thì chúng ta sẽ làm tăng cường cái sức đề kháng của mình, làm chậm đi quá trình lão hóa và tăng cường cái hệ miễn dịch. Ngày hôm nay một lần nữa Minh Trí nhấn mạnh, chỉ có 399.000 đồng chúng ta có ngay 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Ở bên ngoài mỗi gói như thế này là khoảng 40-50.000 đồng mỗi gói lần quý vị nha. Nhưng hôm nay trên VTV Now Shopping thì chúng tôi mang đến trọn một cái combo 10 gói 200g mỗi gói và mức giá chỉ là 399.000. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm quà tặng nếu mà quý vị các bạn đặt hàng ngay bây giờ. Quà tặng cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước như thế này. Với quý vị các bạn có cái 10 chai như thế này, chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày, và dạng nước thì chúng ta dễ dàng dung nạp ở bên trong cơ thể của mình. Bởi vì cái tác dụng của đông trùng hạ thảo á, thì hầu như ai cũng biết cả. Bởi vì đông trùng hạ thảo có rất là nhiều những cái axit amin, những cái nguyên thành phần vitamin ở bên trong, để chúng ta có thể giúp cho cơ thể chúng ta cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn, tăng cường sinh lực hơn với những cái chai đông trùng hạ thảo dạng nước như thế này quý vị nhé. Đúng rồi thưa quý vị, và thật ra là khi mà một cái viên kẹo với lại một chai đông trùng hạ thảo như thế này kết hợp cùng với nhau thì nó sẽ là một cái bộ đôi sản phẩm quà tặng cho sức khỏe của những thành viên trong gia đình của chúng ta. Và lúc nãy thì Quang Quý cũng đã thử một viên kẹo rồi, thật ra là cái viên kẹo hồng sâm này rất to mọi người nha. Nếu mà để ăn hết cả một cái viên thì thật ra là từ nãy tới giờ Quang Quý không có ăn hết được. Tuy nhiên thì Quang Quý muốn thử nhẹ xem là cái mùi nó như thế nào để chia sẻ cùng với tất cả mọi người thôi. Thật ra là cái độ ngọt nó không có quá ngọt, nó ngọt vừa phải thôi, vẫn đảm bảo là cung cấp một cái hàm lượng đường nhất định cho cơ thể của chúng ta cảm giác là tỉnh táo. Khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi căng thẳng là cơ thể của chúng ta đang thiếu đường đúng không ạ? Cung cấp thêm một chút xíu nè. Kèm theo đó là cả cái thành phần đó chính là hồng sâm ở phía bên trong, giúp cho khoang miệng của chúng ta lúc nào cũng cảm giác rất là thơm tho và dễ chịu, và chúng ta cũng cảm giác là mình sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều quý vị nha. Với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm. Thực ra là khi mà với những cái dòng sản phẩm nào á nha, thứ nhất á đó chính là liên quan tới cái nguyên liệu hồng sâm nè, thì miễn là nó xuất xứ từ Hàn Quốc là mình yên tâm nhất. Tại vì thật ra là trên toàn thế giới á, cái nơi gọi là thủ phủ của nhân sâm chỉ có Hàn Quốc mà thôi quý vị ạ. Mà họ rất là quen thuộc cùng với nhân sâm rồi, và cả những cái cách chế biến nữa. Và thứ hai là gì ạ? Thứ hai cái sự tin tưởng của chúng ta đó chính là từ VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Là chúng tôi đã kiểm nghiệm rất là kỹ càng về giấy tờ các kiểu trước khi mà để có thể là mang đến lên chương trình, để có thể mang đến cho tất cả mọi người. Cho nên quý vị có thể là yên tâm là có cả hai lớp bảo vệ như vậy. Đó, và từ đó thì có thể sở hữu cùng với chương trình kỳ này. Không dừng lại ở đó, còn có quà tặng kèm theo là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước. Thực ra là đông trùng hạ thảo như thế này ngày xưa rất là hiếm nha mọi người, tại vì nó chỉ sống ở trên những cái vùng núi cao thôi, và cứ mỗi năm thì chỉ có một mùa thu hoạch thôi. Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay thì có thể là trồng được rồi, cho nên là mới có thể là chiết xuất ra và hình thành nên những cái chai dạng nước như thế này để mang đến cho tất cả quý vị. Và dòng sản phẩm này cũng được xuất xứ từ Hàn Quốc luôn, cho nên tất cả chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm. Và từ đó kết hợp cùng với những viên kẹo, kết hợp cùng với những chai đông trùng hạ thảo dạng nước, bổ sung hàm lượng vitamin, khoáng chất những chất dinh dưỡng thiết yếu vào trong cơ thể của chúng ta, và cũng như là bổ sung hàm lượng saponin dồi dào nè, thêm hàm lượng selen nữa, là một cái chất để giúp cho cơ thể của chúng ta có thể là hoạt động tốt hơn và những hệ cơ quan nè. Và bên cạnh đó thì có thể là hấp thu những cái hàm lượng dinh dưỡng khác ở phía bên trong thành phần của những sản phẩm ngày hôm nay, cũng như là bên trong thực phẩm của mình một cách tốt hơn quý vị nha. Từ đó ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, làm việc hiệu quả hơn, và tất nhiên cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều mọi người ạ. Cuộc sống sẽ trở nên chất lượng hơn khi chúng ta có thể chọn lựa những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe và an tâm về nguồn gốc xuất xứ.
bên ngoài thị trường thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được những cái viên kẹo hồng sâm hoặc là những cái chai đông trùng hạ thảo dạng nước. Tuy nhiên là chúng ta cũng đang rất hoang mang lo lắng khi mà không biết được cái nguồn gốc xuất xứ nó có rõ ràng hay không, có giấy tờ kiểm nghiệm hay không, thì hãy chọn lựa ngay những cái kênh mua sắm có uy tín và chất lượng. Ví dụ như là trên kênh mua sắm VTV Now Shopping, chúng tôi luôn nhấn mạnh khi mà giới thiệu dòng sản phẩm này đến cho tất cả quý vị và các bạn, là chúng tôi cũng đã trải qua những cái quá trình kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để mang lại cho tất cả quý vị khách hàng sự yên tâm về nguồn gốc xuất xứ. Đó chính là những cái viên kẹo hồng sâm hay là cả 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đến từ thương hiệu Korea Red Ginseng quý vị và các bạn nha. Để yên tâm mà quý vị và các bạn mua sở hữu cho bản thân, hoặc là chúng ta mua làm quà tặng về sức khỏe ý nghĩa cho những người thân yêu bên trong gia đình của mình, và ở những cái tỉnh thành xa chẳng hạn không có điều kiện để mà mình tiếp xúc với những dòng sản phẩm chất lượng, thì chúng ta cũng có thể là để lại cái địa chỉ giao hàng. Và VTV Now Shopping thì bất kỳ tỉnh thành nào chúng tôi đều giao đến tận nơi cho quý vị và các bạn, ngay cả ở những tỉnh thành xa nhất, để mình an tâm sử dụng mỗi ngày đều đặn hơn những cái thành phần từ hồng sâm Hàn Quốc hay là cả từ đông trùng hạ thảo Hàn Quốc được quý vị và các bạn nha. 399.000 đồng một lần nữa, chúng ta có combo 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc tặng thêm 10 chai, đó chính là đông trùng hạ thảo dạng nước, và quà tặng cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Số tổng đài đang hiển thị trên TV gia đình của mình rồi, quý vị và các bạn có thể gọi điện vào đó hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhanh tay sở hữu ngay combo 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc với trọng lượng là 200g một gói quý vị nha. Giá chỉ có tại VTV Hyundai 399.000 đồng, tặng thêm 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước với dung tích là 100ml một chai. Trọn bộ sản phẩm chính và quà tặng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ưu điểm đặc biệt của kẹo hồng sâm Hàn Quốc, hàm lượng saponin lên đến 70mg, tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung, giảm mệt mỏi, mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái. Và với hàm lượng saponin dồi dào như vậy thì chúng ta sẽ có được những lợi ích gì ạ? Đầu tiên đó chính là giảm căng thẳng mệt mỏi nè. Thứ hai, tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ ba, làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể. Hoạt chất chính tạo nên những công dụng kỳ diệu của sâm Hàn Quốc. Quà tặng chất lượng đến từ Hàn Quốc, 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước, 100ml mỗi chai, với hơn 17 loại axit amin saponin, các loại vitamin A, B1, B2, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như canxi, kẽm, sắt, đặc biệt là chứa nhiều silen có tác dụng sinh học và dược liệu cao, tăng cường sức khỏe cho những ngày nóng bức khó chịu. Và thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay đã không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Hãy nhanh tay để chúng ta có ngay cơ hội sở hữu lấy bộ đôi sản phẩm lần này, một món quà sức khỏe dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị ạ. Đó chính là combo sản phẩm chính lên đến là 10 gói kẹo hồng sâm quý vị nha. Được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với hàm lượng saponin dồi dào ở phía bên trong, bổ sung những cái vitamin và khoáng chất cho cơ thể của chúng ta. Và không dừng lại ở đó, còn có quà tặng kèm theo nữa quý vị nha. Đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước như thế này, cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Đó, một bộ sản phẩm như thế này đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, chúng ta có thể yên tâm nè. Cái thứ nhất đó chính là về chất lượng, thứ hai là về thành phần, về công nghệ, và đặc biệt còn yên tâm hơn cả về mức giá ngày hôm nay nữa quý vị nha. Mức giá chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn chỉ là 399.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Chưa dừng lại, chúng ta còn có quà tặng nữa quý vị và các bạn nha. Quà tặng cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đó chính là 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước 100ml mỗi chai, để gia đình chúng ta sử dụng đều đặn mỗi ngày và an tâm về nguồn gốc xuất xứ, để có thể làm quà tặng về sức khỏe cho những thành viên còn lại bên trong chính gia đình của mình quý vị nha. Một lần nữa, hãy nhanh tay nắm bắt, chỉ còn vài phút nữa thôi. Trước khi mà chúng tôi nói lời chào tạm biệt thì rất là tiếc khi mà chúng ta không đặt hàng thành công. Để có ngay một đơn đặt hàng thành công thì các bạn có thể gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, nhận hàng ngay tại nhà. Chúng ta kiểm tra là có đủ 10 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc hay không, 200g mỗi gói, kiểm tra luôn một hộp có 10 chai đông trùng hạ thảo dạng nước là quà tặng hay không, thì sau đó mới thanh toán mức giá là 399.000 đồng quý vị nha. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã không còn nhiều nữa. Kính mong tất cả mọi người ơi, chúng ta hãy nhanh tay sở hữu dòng sản phẩm lần này để đảm bảo sức khỏe những thành viên trong gia đình của mình nha. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị mua sắm những dòng sản phẩm tiếp theo đang được phát sóng trên VTV Hyundai Home Shopping.